Người ta thường nói là thành công là thứ khiến cho bạn mãn nguyện, còn thất bại mới chính là điều mà khiến cho chúng ta trưởng thành. Và ở đây chúng ta có rất nhiều câu chuyện về sự thất bại khiến cho chúng ta trưởng thành hơn. Đây là triển lãm đầu tiên về những sản phẩm thất bại đến từ những câu chuyện và bài học thực tế của nhiều người trong nhiều lĩnh vực. Khán giả khi đến đây cũng có thể cùng chia sẻ các câu chuyện của chính mình. Khi mà trượt cấp 3 thì em đã buồn rất nhiều và em có bị bệnh tâm lý. Khi biết mẹ em rất buồn vì em như thế thì em đã vực lại mình và cố gắng nhiều hơn. Một trong những câu chuyện gây được nhiều sự chú ý trong triển lãm lần này đó là hành trình trở thành vũ công của một chàng nhân viên ngân hàng. Thất bại của tôi trong cuộc sống đó chính là chưa tìm được cái niềm đam mê của mình. Thế cuộc sống của tôi trước khi tìm được cái đường nhảy băng sơn đấy nó phải kéo dài hàng chục năm. Cái việc gọi là theo đuổi một cái bộ môn nghệ thuật gì đấy thực sự rất là khó khăn và bị gọi là chỉ trích rất nhiều từ những người ngoài, thậm chí là những người trong gia đình. Và đấy là cái khó khăn và cảm giác tôi cảm thấy sống một cuộc đời rất là nhàm chán. Nhưng sau đấy khi mà tôi là có một cái đội nhảy Michael thì tôi dồn tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đấy vào trong cái đội nhảy. Và khi mà tôi đứng trên sân khấu thì tôi làm những động tác của Michael Jackson. Thì lúc đấy là tôi chuyển hóa cái nguồn năng lượng đấy vào thành cái đội nhảy của mình. Và tôi cảm thấy là cái điệu nhảy Michael Jackson nó không chỉ là kỹ thuật nhảy, không chỉ là những kỹ thuật mà làm sóng hoặc làm popping các thứ, mà nó chính là cái cảm xúc của các bạn. Các bạn có thể chuyển những cái thất bại của mình thành những cái thành công, và các bạn có thể chuyển hóa cái cảm xúc tiêu cực đấy thành tích cực. Những câu chuyện, những bài học chân thật gần gũi như khuyến khích mọi người hãy dũng cảm đối mặt với thực tại và cố gắng trưởng thành từ sự thất bại.